thằng này là mọi người biết ai không? Thằng này là con của bà Năm, nhà kế bên nhà tôi luôn nè. Suốt ngày qua ngủ con tôi đi nhậu nhẹt phá làng phá xóm thôi chứ không có làm gì chứ. Nó là cái thằng bài đầu chuyên gia điên trộm cắp gà vịt tay đây mày nhậu đó. Bị tôi nói trời ơi dùng cái thứ này mà bóp mũi chết cho rồi hồi nhỏ đi chứ nuôi làm gì, tốn cơm tốn gạo mà nên cũng phá làng phá xóm mệt mỏi quá trời, tối ngày miệng đóng dồi chữ nó giết mà không còn cái từ ngữ nào để mà tả luôn. Nhà tôi bán phở ha, mà nó đứng vòng nó dòm nó không bao giờ mà phủ được cái gì, không góp ngón tay rồi ăn nhậu xong rồi xỉn xa. Mày không hớt được đâu con trai, tôi bi không tình yêu. Đừng kể tôi chết là chết, đừng kể tôi nói không sơ gan cũng là bị xe cán.